Thưa bà con, khán giả Phạm Hữu Huân với số điện thoại 01664 3 số cuối 055 tại An Lễ, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi 60 con lợn con được 2 tháng tuổi, mới tách mẹ khoảng 20 ngày. Một tuần nay thì lợn có biểu hiện là đi ngoài phân lỏng màu đen, màu vàng, mắt thì nhắm, thân sần sùi, kém ăn và sốt. Tôi đã tiêm thuốc nhưng không thấy hiệu quả, cho tôi hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Huân, xin mời anh lắng nghe câu trả lời đến từ chuyên gia Trương Văn Dung. Vâng, xin chào anh Huân. Thì với biểu hiện của đàn lợn của anh Huân thì hoàn toàn khác. Tức là lợn đã được 2 tháng tuổi rồi và đã cai sữa được 20 ngày. Thì thông thường cái bệnh mà phó thương hàn là cái bệnh mà nó hay xảy ra ở cái giai đoạn sau khi cai sữa. Nó rất dễ mắc bệnh. Thế thì trong trường hợp này với cái biểu hiện lâm sàng như là anh đã mô tả đấy, thì đây cũng là hiện tượng mà bị bệnh phó thương hàn tương đối điển hình. Thế để điều trị bệnh này thì chúng ta phải lựa chọn cái thuốc mà nó mẫn cảm với cái vi khuẩn Salmonella, tức là vi khuẩn gây bệnh phó thương hàn. Thì tôi tư vấn cho anh là nên sử dụng cái thuốc Proficol hoặc là Nofroxacin. Thế thì lợn 2 tháng tuổi rồi nhưng mà để cho điều trị cho nó nhanh thì lên từ ngày đầu tiên nên tiêm 2 mũi kháng sinh, sáng mũi, chiều mũi, và bắt đầu từ ngày thứ 2 giảm đều, mỗi một ngày tiêm mũi kháng sinh và đủ liệu trình 5 ngày liền, liều lượng theo dẫn giả xuất. Bên cạnh cái việc mà điều trị nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta cần phải chú ý đến việc nâng cao sức đề kháng cho nó bằng cách dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C và cả thuốc urotropin để chống giải độc cho lợn, bằng cách là tiêm bắp lần trên ngày và tiêm bắp có thể bán 5 ngày liền. Thế và trong trường hợp này thì chắc chắn là nó bị sốt rồi, cho nên phải dùng thuốc Alagin để tiêm bắp lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền. Như vậy nhiệt độ kéo trở lại bình thường. Khi kéo trở lại bình thường rồi thì bắt đầu có cái phản xạ ăn. Và dùng thuốc Cathoxan 10%, tiêm bắp 1 lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền. Nó hỗ trợ cho quá trình điều trị rất là tích cực. Và đồng thời với quá trình đó thì cho nó uống chiết điện giải của C và vitamin tổng hợp, cho uống 3 lần trên ngày và cho uống liên tục 5 ngày. Thì với cái phác đồ điều trị như vậy thì tôi nghĩ cái bệnh phó thương hàn hoàn toàn có thể kiểm soát được. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vẫn quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cây đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lái được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Đợi cho mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không à, chân không lửa rốn không bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC 16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC 16. VTC 16 khởi nghiệp cùng nông dân. M-nongnghieptv.vn kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. M-nongnghiep.vn, thông tin vì nhà nông, về nhà nông.